Rồi ok, chào mọi người. Thì clip này mình sẽ làm cho mọi người bộ vàng Kenwood K1000 mình vừa về được cặp loa mà màu nâu rất đẹp nè mọi người. Rồi. Vậy thì hiện tại thì mình còn cả hai màu mọi người, một cái cặp màu màu nâu đỏ này và một cái cặp màu đen mọi người, cặp đen, cả hai đều nhìn rất là sang. Nói chung cái bộ này mọi người mà dùng với cái dàn tivi phòng khách hay phòng ngủ thì miễn chê luôn, chất âm nó quá tốt. Và cái bộ này thì nó sẽ gồm có cái hai thức, rồi đúng ra như người đúng ra nó có thêm một cái thức CD nữa, nhưng mà hiện tại thì ít người nghe CD, người chuyển sang nghe cái máy nghe nhạc và cái kết nối bên ngoài thì nó tiện hơn người. Nên là mình nhập cái bộ này về mình sẽ chỉ nhập cái bộ mà có cái cục âm ly và cái loa này thì giá nó sẽ tốt hơn rồi. Đó thì bộ này mình bán gồm có cái khiển zin dây loa và âm ly và cặp loa này là 9,5 triệu người, 9,5 triệu hàng nguyên zin và full chức năng người. Đó thì nói chung bộ này mọi người nghe qua cái cặp optical thì cực kỳ hay luôn, con này nó tích hợp cái đắt giải mã đời rất là cao, cây gút K1000 này, nên là tiếng nó rất tốt người. Rồi ok, mình sẽ mở một vài ca khúc cho người nghe nha. Đó nói chung thì chức năng con này đơn giản người, toàn bộ là từ kết nối bên ngoài hết, gồm có phono này, rồi aux là kết nối cho những cái thiết bị như máy nghe nhạc này, điện thoại này, rồi ipad này, rồi tab tab là cho cassette đó mọi người, rồi optical in quang học của người, cho tivi nha. Rồi đó, nó đơn giản thôi. Và ở đây nó sẽ có một cái cổng DLO cho những ai muốn vào cái ngõ mà 3.5 nha người. Rồi ok, mình sẽ play nha. Non xanh mà nước kia, ôi
ca khúc Tâm sự với anh do ca sĩ Hải Quỳnh trình bày mọi người. Cái này là cái phát hành bởi Audio Space nha. Cái album là Tiếng Hát Hải Quỳnh. Nói chung bạn này hát cũng khá là hay mọi người. Rồi. Mọi người nếu mà nghe những cái ca khúc của mình mà muốn có nhu cầu mà xin cái file nhạc gốc á, thì có thể là inbox cái Zalo thì mình sẽ gửi qua Zalo cho người một vài album ok nha mọi người. Tại vì em vẫn số em thương đến như
đầu mây chân gió phai nặng gánh sông khổ. Còn bao lâu nữa xin em thôi hơn rồi.
trong cõi mơ hiền anh đến êm êm cho mắt môi em say mềm tình yêu nồng cháy ban đầu cho biết mai sau nhiều khổ sầu nhưng lỡ yêu rồi không nói nên lời nước mắt đêm đêm vẫn dài. Mình dừng clip này đây nha mọi người. Đó thì Ken Quốc Ca 1000 thì là trong những cái bộ vàng, một trong những bộ vàng mọi người chỉ cần thích là nếu mà có cái tài chính thì lấy về nghe thôi. Nói chung đơn giản nhưng mà âm thanh rất là chất lượng nha mọi người. Chất lượng, nói chung chất lượng đã được khẳng định rồi. Sẽ không có phải hối hận gì khi mà mua bộ vàng này về đâu người, tại vì âm thanh nó rất là hay, âm thanh rất là hay. Và có thể đáp ứng trong một cái thời gian rất là dài, nhưng rất là lâu nữa. Tại vì cái dòng này là cái dòng cao cấp Kenwood mà. Cao cấp nên là nó làm những cái linh kiện cực kỳ là chất lượng nha. Cực kỳ chất lượng. Âm thanh là Interplay là thuộc dạng những cái dòng âm ly được cao rồi. Và so với những dòng Interplay của Onkyo thì cái dòng Interplay của Kenwood nó là một cái gì đó rất khác biệt. Người. Âm thanh nghe rất là chi tiết luôn. Rất là chi tiết. Giải tầng đồ và... giải trầm, giải trung, giải chép, giải cao đều là tốt hết người. Nghe rất là hay. Rồi ok, ai có nhu cầu mua bộ này để trong phòng ngủ nghe nhạc hoặc để trong phòng khách vừa nghe nhạc vừa trưng bày thì liên hệ mình nha mọi người. 9,5 triệu người, 9,5 triệu hàng nguyên bản. Kèm theo cái khiển zin này nha mọi người, cái khiển zin. Rồi, cảm ơn mọi người nhiều.